Hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2020 Thứ bảy tuần thứ nhất mùa chay năm chẳng Trích sách đệ nhị luật mô đã nói với dân chúng rằng Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lệ luật và các huấn lệnh này Ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa thì hãy bước đi trong đường lối người tôn giữ các đề luật giới răng và huấn lệnh của người hãy vâng lệnh người hôm nay chúa đã chọn ngươi làm dân riêng chúa như người đã phán với ngươi thì ngươi hãy tôn giữ mọi giới răng của người người sẽ làm cho ngươi được vinh quang thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc người đã tạo dựng để ngươi trở thành dân thánh của chúa là thiên chúa ngươi như người đã phán đó là lời chúa ta ơn chúa phục cho những ai tiên thân trong luật pháp của chúa phục cho những ai theo đường lối tinh toàn họ tiến thân trong luật pháp của chúa phục cho những ai giữ lời ngài nghiêm huân những người đo tận tâm tìm kiếm ngài phục cho những ai tiên thân trong luật pháp của chúa phần chúa ngài ban bôi những huân lên cốt để người ta tuân dự hết sức ăn cần nguyện cho đường lối của con vững chắc để tuân giữ các thanh chỉ của ngài úp cho những ai tiên thân trong luật pháp của chúa con ca tùng chúa với lòng đoan chính khi học hỏi những thanh dụ của ngài thánh chỉ của chúa con tuân dự xin chúa đừng triệt để bỏ rơi con phục cho những ai tiên thân trong luật pháp của chúa các ngươi hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ để các ngươi được sống và chúa sẽ ở cùng các ngươi tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh mắt theo lạy chúa bên danh chúa khi ấy chúa phán cùng các môn đệ rằng các con đã nghe dạy người hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù còn ta ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyện rủa các con để như vậy các con nên con cái của cha các con đấng ngự trên trời người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các người tu thế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì các con đâu có làm chi hơn. Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Hôm nay lễ thánh Pepetia và Felicita tử đạo. Một bước nên hoàn thiện. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Mắt theo chương 5 câu 44. Suy niệm. Luật xưa dạy yêu đồng loại và ghét kẻ thù mà đâu chỉ có luật xưa mới vậy ngay trong thế giới hiện đại cũng thế ai yêu mình thì mình yêu lại còn kẻ ghét mình xử tệ hoặc làm hại mình mình không trả thù là quá tốt rồi vẫn có nhiều người bề ngoài coi nhau là bạn bè thám thiết nhưng khi quyền lợi của mình bị đụng chạm có khi là trở thành kẻ thù không đội trời chung để thường tình ở đời là thế còn chúa Giêsu xu là dạy khác không chỉ tha thứ mà còn phải yêu thương mà yêu thì phải yêu cả kẻ thù thậm chí còn phải cầu nguyện cho họ nữa. Như thế, liệu có khả thi, liệu có công bằng, hợp lý không? Chúa Kitô đã chứng thực tính khả thi và hợp lý của Thiên Chúa nơi sự điên rồ của thập giá. Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét. epheso chương 2 câu 16 Thiên Chúa đòi chúng ta phải yêu như Chúa đã yêu, nghĩa là yêu đến mức tuyệt đối vì mức độ của yêu thương là yêu không mức độ mời bạn, mỗi khi thấy mình giận ghét hoặc không thể tha thứ cho ai, bạn hãy nhớ rằng Chúa đã yêu thương và chịu chết thay cho bạn ngay khi bạn còn là tội nhân, nghĩa là còn là kẻ thù của Ngài. Nếu bạn đã tin vào Đức Kitô đã làm dấu thánh giá trên mình thì cũng phải yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa Kitô đã yêu và tha thứ cho chúng ta vậy. Sống lời Chúa nói một lời hoặc làm một việc làm hòa với người đang có mối bất hòa với bạn. Cầu nguyện là Chúa Giêsu xin giúp chúng con đừng chỉ yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, mà trái lại biết yêu nhau như Chúa đã yêu chúng con. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Đa Châu Đa Châu đó là một địa danh mà dân Âu Châu không bao giờ xóa bỏ khỏi ký ức của họ nơi tập trung và sát hại hàng triệu người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã. Gia Châu với là hoảng ngục của hận thù, độc ác, nhưng cũng là không trời rực sáng những vì sao của yêu thương, tin tưởng. Edmond Michelet, văn sĩ Pháp, bị giam tại đây, và sau này trở thành bộ trưởng tư pháp, đã viết lại ký sự của những ngày bị giam trong địa ngục Gia Châu. Ông kể lại rằng, mỗi buổi sáng, các linh mục bị giam tù lén lút cử hành thánh lễ các tù nhân công giáo bất chấp mọi đe dọa đến mạng sống chen chúc sát cánh bên nhau để tham dự thánh lễ Phỏng phục của linh mục chủ tế chỉ là một mảnh áo tù rách rưới thảm thương cái tách uống nước được dùng làm chén thánh hộp thuốc ho được dùng làm bình đựng bánh lễ sau thánh lễ một số người được chia công tác mang mình thánh đến cho những người đang hấp hối được giam riêng trong phòng đặc biệt Edmond Michele kể lại rằng hình ảnh ông vẫn luôn ghi nhớ đó là nụ cười rạng rỡ của những người đang tiến đến cõi chết. Vào khoảng cuối năm 1944, một nghi lễ đặc biệt đã diễn ra ngay trong trại Gia Châu. Một phố tế người Đức bị lao phổi đang hấp hối. Các linh mục đang bị giam bằng nghĩ đến chuyện phong chức linh mục cho thầy. Một vị giám mục cùng bị giam đã chấp thuận tiến hành nghi thức. Người ta làm mọi cách để che mắt người lính canh, một người do thái đã chấp nhận chơi đàn vĩ cầm để đánh lạc hướng sự chú ý của công an vì giống một người pháp trong bộ đồng phục rách rưới của tù nhân đã phong chức linh mục cho một chúng sinh người đức vị tăng linh mục đã cử hành thánh lễ đầu tiên ít ngày sau đó và đó cũng là thánh lễ cuối cùng của ngài trong quyển nhật ký của ngài người ta đọc thấy hai chữ tình yêu đền bù tình yêu mạnh hơn sự chết Chân lý này sáng ngờ một cách mãnh liệt ngay trong những nơi mà hận thù chết chóc, ngự trị như luật tối thượng của cuộc sống. Hận thù càng dâng cao, chết chóc càng đe dọa, người ta càng thấy những tấm gương của hy sinh, xạ kỹ và tin tưởng. Dạo tháng 6, 1989, một số linh mục giám mục người Ba Lan đã hành hương đến trại tập trung Gia Châu để kỷ niệm 50 năm ngày Thế chiến thứ hai bùng nổ và nhất là để tưởng niệm gương hy sinh của gần 3.000 linh mục thuộc chín quốc tịch khác nhau bị giam giữ tại đây. Trên ngôi mộ chôn lớn nhất, một thánh lễ đã được cử hành không phải để gờ lại hận thù, nhưng họ còn được mời gọi để chỉ thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù. Đó cũng chính là lời mời gọi của Đức Kitô trong thánh lễ mà giáo hội cử hành mỗi ngày. Chúng ta không tưởng niệm những độc ác giả mang trong cái chết của Chúa chúng ta không gợi lại hận thù trong cuộc tử nạn của Ngài, nhưng chỉ nhìn thấy yêu thương và tha thứ vô bờ của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hãy nhìn thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù. Hãy múc lấy yêu thương và tha thứ để đáp trả lại hận thù. Bài trích sách lại sống.